Mọi người ăn bánh mì cùng mình nhá. Gần 11 giờ trưa rồi, ăn trưa. Vẫn chưa thấy cá. Vẫn chưa thấy cá ăn. Làm ba bánh mì thịt này. Nhảy không? Đang ăn thì nhảy đúng thật. Dáng như sao nhưng nó sẽ cuốn lỗ. Được quả đè đẹp thật. Thế hình nào anh ơi? Tình hình được đấm phát nhưng mà lại đang ăn. Đang ăn à? Đang ăn trưa thì nó đấm vô một cái. Hồi từ sáng được mỗi phát thì cậu đi câu hay đi đâu ấy? Em đi câu. Hồi sáng được phát này không 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 cầm cần à? Đang ăn bánh mì. Thế đen thế. Mẹ nó chuẩn đúng lúc mình ăn cơm. Bọn này kiểu nó có mẹ linh cảm sao nó cứ mẹ lúc mình không để ý bắt đầu nó chơi. Đúng rồi. Được mỗi phát. Đẹp. Đấm để tụt bầu vào nha. Nghe nước cạn nhỉ anh nhỉ? Ừ, chiều tối mới lên. Em ở đâu? Em ở dưới khu kinh vàng. Dưới kinh vàng lại lên đây à? Vâng. Trên đấy câu mãi không được, chán thì món trên này trên cái hồ câu 30.000 đấy à? À vâng, cái bè hồ nhà ông Toán ấy. Bè 30.000 đấy. Nói chung là hồ đấy thì họ câu nhiều, em câu đơn thôi, em không câu lục. Ừ. Em câu đài ấy. Ừ. Câu đài thì ở đấy họ nhiều lục nhiều quá, mình câu mua thua. Ừ. Cá nó đấy, bè đấy chắc đông người câu nên là vâng. Bây giờ khó câu. Bè đông người câu giờ khó câu lắm. Em đi một mình à? Em đi một mình. Mọi ngày em cũng hay ngồi góc này nhưng mà nó dạo này bèo nó về nhiều quá nên không không câu đơn được. Ừ. Mọi lần em ngồi chỗ nào? Em ngồi đây, góc này này. Nhưng mà ngày nó thoáng cơ, đây không có bèo. Ừ. Thì mà câu đơn đây cũng được. Em câu đây được con cá nào to chưa? Em thì nói chung là câu đây từ câu đây cũng được phải độ cái đây khoảng độ từ 25 hơn 25 rồi. Nhưng mà tức là cũng lắc đác xuống ấy. Thì là cũng được hai lần được hai con chép. Một con 4 cân 6 một con 4 cân. Ừ, thế, được. Thế thôi còn chả được cái gì cả. Ừ. Còn nói chung là rôm ấy, ven viết vớ vẩn thì mình tính. Ừ. Em câu một cần hay hai cần? Em câu một cần thôi. Ừ. Em đánh số 3 thôi. Ừ. Anh chắc muốn xuống đây lần đầu à? Ừ, anh xuống lần đầu. Đấy, tại vì có thấy xuống bao giờ đâu. Trên bè kia giờ người ta không cho câu đúng không? Bè nào? Bè kia kìa. Bè kia thì người ta không cho lên, chỉ người quen thôi. Ừ. Ngồi ngoài cũng được, ngồi ngoài cho nó thoải mái. Và ngồi ngoài nó không động chạm đến ai nữa. Ngồi tư, ngồi mình thích ngồi bây giờ, thế nào ngồi. Mình không phải... Xem góc dưới này có ngồi được không? Em định ngồi chỗ nào? Em định ngồi bên này. Ngồi bên này à? Đấy, bên này không? Ừ. Cái này chưa có bao giờ. Cái này không có bao giờ, cái này có bắt quái. Nhìn thấy cái bắt quái dài à? Bắt quái câu mắc á, vướng không câu này. Ừ. Vướng con vào là mất thẻo ấy. Mọi ngày em vẫn ngồi, mấy hôm trước thì vẫn ngồi. Ngồi nhờ ở trên cái cầu này được này. Chứ không nên nồng, mình chỉ ngồi đầu cầu. Cầu người ta đấy gì? Vâng. Anh câu đi em ra kia em thiết kế tí. Ừ. Thiết kế ngồi chỗ ngoài kia tí. Ngồi chỗ cầu à? Không, em ngồi ở rìa thôi. Hay là gần gần đến cầu thôi thì. Vâng. Ừ. Ô nào được đẹp thì
một tí cho mấy nước cạn thì mình chưa chắc đã ăn. Từ giờ ăn chiều nó lên mà. Được con gì to à? Nè, được chép rồi. Ngon đấy. Được con gì anh? À, rô rồi. Cá bắt đầu đi ăn rồi. Anh bên kia lại được con cá nữa hay sao? Được con thiếp nhành. Bắt đầu đi ăn cái gì lại thấy nó khác thế vừa anh ra thì nó bắt đầu đi ăn chưa. Đang câu thì ổ lúc nãy là đang ở chỗ này, bây giờ đây thì bèo đám bèo này nó tách ra nó trôi mất ổ mất rồi, bây giờ nó tách ra chỗ này nên mình để chuyển sang chỗ này mình câu bê mồi rưỡi câu vậy. Chiều đến gió nó nổi lên tan hết cả đám bèo này. Thank you.